Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án nhận 100 triệu token có ký hiệu là Kitty Coin các bạn. Để tham gia dự án hôm nay các bạn nhấn link phần link mô tả dưới video mở tới rầm start chatbot các bạn. Mạng khá lát. 100.000 các bạn. Token Kitty Coin các bạn bấm join này góp các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group Kinchler. Airdrop này end vào ngày 30 tháng 6 và cũng có vào ngày 30 tháng 6 luôn các bạn. Rồi tiếp tục bạn join tiếp controller. Rồi tiếp tục của bạn follow Twitter nữa bạn. Trên Twitter nó thì các bạn theo dõi các bạn. Nó có bài viết ra game thì các bạn like nữa. Rồi các bạn tweet là bài viết ra game đi các bạn. Tập cần này sẽ list lên sàn Pancake Swap mà. Tiếp tục các bạn subscribe kênh YouTube đi nữa. Trên kênh YouTube nếu các bạn muốn đăng ký nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi tiếp tục các bạn xin nếp website nè. Các bạn copy cái link website của nó nè. Các bạn mở trình trị Google Chrome nè. Các bạn dán vào nó các bạn. Trò này khá là ngon đó các bạn. Rồi các bạn nhập vào bao gạch cùng các bạn. Các bạn bắt vào Red Starter nè. Rồi xong đầu tiên các bạn điền địa chỉ của mình nha các bạn. Anh em tiếp tục thì địa chỉ email của mình nha các bạn. Rồi bắt buộc thì các bạn tự đặt vào các bạn. Sorry các bạn. Bạn đặt mật khẩu xong tiếp tục số điện thoại các bạn thì 084 đầu 3 9 9 3 1 5 7 7. Rồi các bạn bấm vào thông qua người máy nha các bạn. Rồi tất cả các bạn bấm vào register nữa. Không biết có mail complete cái gì không. Mình chờ nó các bạn. Sao đứng luôn rồi bạn. Máy khá là mạng khá là lag luôn các bạn. Ok, trước kia mình đã có tài khoản rồi nên mình đăng nhập các bạn. Ok, sau khi mình đã đăng nhập vào mình đã nhận được 100.000 token Kitty Coin nè bạn. Thì đây cho biết giao chứ các bạn. Mình không biết nó phong phó dựng bot thế nào. Rồi bạn bấm submit đi tên đi các bạn. Rồi các bạn bấm don. Tiếp tục bạn gửi đường link vào profile Twitter mình nha các bạn. Chắc là gửi về địa chỉ dưới mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào ba bạn cùng nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Giờ là cho bot. Rồi tiếp tục bạn gửi đường link vào profile Facebook nha các bạn. Hồi nãy mình chưa like fanpage Facebook nữa nè. Siêu nó quên, bỏ luôn. Trên fanpage nữa thì bạn bấm thích nữa các bạn. Rồi các bạn gọi là địa chỉ đường link bài đọc file mình nha các bạn. Các bạn bấm nhấp vào bao cạnh cùng nè. Các bạn sao chép đường link Facebook mình nha các bạn. Rồi bạn gọi là chatbot nè. Tiếp tục gọi đường link YouTube nha các bạn. Tiếp tục bạn vào profile copy đường link vào YouTube mình gọi là cho bot nè. Rồi tiếp tục các bạn điền địa chỉ email đã register trên website nha các bạn. Tiếp tục gọi địa chỉ bên bi xe máy trên bet 20 trên chocolate nha các bạn. Rồi bạn gọi là cho bot nè. Rồi các bạn xôn xào một cái gấp bô nè. Rồi các bạn bắt đắp bấm don nè. Ok, bạn bấm Z nè. Rồi tiếp tục bạn gì lên Z mình chia sẻ cho bạn bè những thằng được kiếm đến token các bạn. Vậy video mình đến một thúc mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.